Xin chào tất cả các bạn, lại là Phi Long đây. Như các bạn cũng biết, điện thoại thông minh đã trở thành một vật bất ly thân của tất cả mọi người ngày nay. Và trong cuộc sống hiện đại, điện thoại thông minh đã gắn liền với chúng ta không chỉ trong việc liên lạc, phải không nào? Điện thoại còn giúp cho người ta thể di chuyển, đặt đồ ăn hay là thậm chí giúp cho mình kiểm tra chất lượng giấc ngủ nữa. Lợi ích của nó thì nhiều, nhưng trong video lần này thì Phi Long sẽ chia sẻ với các bạn 3 lợi ích của một cuộc sống không có smartphone mà mình đã được trải nghiệm qua 4 năm vừa rồi. Lợi ích đầu tiên đó là được hòa mình vào với thiên nhiên nè, vì không phải bận tâm quá nhiều đến cái điện thoại. Mình thường có thời gian để chăm cá, chơi với mấy bạn cún ở nơi mình ở. Thỉnh thoảng thì mình còn đi dạo chậm rãi trong sân vườn, hay là mình đi ra ngoài công viên để thưởng thức một chút không khí trong lành. Thực sự mà nói thì thay vì cứ ngồi một chỗ mà lướt ngón trên điện thoại với cả núi thông tin và cả ngàn tin nhắn, thì hòa mình vào với thiên nhiên, cây cỏ lại khiến cho tâm trạng mình thoải mái hơn, đúng không nào? Lợi ích tiếp theo đó là có thời gian cho tâm hồn của mình. Cuộc sống mà luôn luôn chứa những áp lực từ công việc hay từ những mối tương quan bị rạn nứt, có khi chỉ cần mở điện thoại ra thôi thì tụi mình lại thấy hàng tá những cái thông tin tiêu cực. Vậy thì để tâm hồn luôn luôn sáng suốt và vui tươi thì thay vì cầm cái điện thoại thì mình đi đọc sách, mình đi học tiếng Anh hay là học cái thứ tiếng nào đó mà mình cảm thấy mình yêu mến, rồi học thêm một cái loại nhạc cụ nào đó mà mình thấy ở trên mạng nó hay hay. Trong 24 giờ hoạt động thì một chút xíu thời gian dành cho việc ngồi tĩnh lặng hay thiền cũng là một khoảng thời gian rất là chill, phải không các bạn? Không tin á thì các bạn thử làm những cái điều mà mình nói coi. Cuộc sống thì nó rất là thú vị các bạn ơi. Cuối cùng á, mà một cái điều mà mình thấy là smartphone hay điện thoại thông minh không thể đem lại được cho chúng mình, đó là những cuộc gặp gỡ đầy màu sắc. Và các bạn có thể thấy cái cảnh này khi mà chúng ta đi ra quán nước. Đó là người ta hồ hởi rủ nhau đi ra ngoài quán nước để gặp gỡ, để tận hưởng một ly cà phê vào cuối tuần. Nhưng khi đi ra quán nước rồi thì mỗi người một cái điện thoại trong cái thế giới riêng của mình. Và mình thấy khi mà chiếc điện thoại bị bỏ qua một bên thì những cuộc gặp gỡ của chúng mình sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Mình tham gia sinh hoạt với các nhóm bạn sinh viên nè, và đặc biệt là mình đi sinh hoạt với các bạn sinh viên Công giáo Thiên Ân. Rồi mình tham gia hát hò cùng với mấy em trong ca đoàn, rồi gặp gỡ bạn bè ngày Chủ nhật, đi ăn sáng rồi đi tám chuyện với nhau trên trời dưới đất. Nói chung thì những cái câu chuyện của tụi mình thì chỉ xoay quanh việc học hành, việc làm, rồi ở công ty xí nghiệp. Nói chung là những cái công việc rất là bình thường thôi. Nhưng mà những lúc đó khi không phải bấm điện thoại, không phải bận tâm với những bình luận của người ta trên mạng, thì những cái lúc đó mình cảm thấy tình bạn của tụi mình được lên ngôi. Và cái cuộc sống muôn màu là ở chỗ đó đó các bạn. Đó là 3 lợi ích mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Ước mong sao chúng mình cùng có thể kỷ luật bản thân để cho chiếc điện thoại nó được sử dụng đúng với lại mục đích mà nó được tạo ra nhé.